Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với tin mới. Các bạn thân mến, mới đây giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, một chuyên gia nổi tiếng trong giới truyền thông Việt Nam đã có nhận định gây sốc. Theo đó, vị học giả này đưa ra dự báo sau việc chuyển giao 12 máy bay huấn luyện quân sự T-6, Mỹ sẽ tính tới kế hoạch bán tiếp siêu phẩm F-15E cho không quân Việt Nam. Thực hư dự báo này ra sao? Các bạn hãy cùng kênh tin mới tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, học giả quân sự người Úc Carl Thayer cho biết đang viết một báo cáo về tình trạng hợp tác về vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam sau triển lãm vũ khí quốc tế của Việt Nam. Qua đó, vị học giả này nhận định việc Việt Nam mua lại huấn luyện viên T-6S và tham gia chương trình lãnh đạo hàng không USAF có thể làm cơ sở để Mỹ bán các chiến binh máy bay chiến đấu F-15E Stryker vào cuối thập kỷ này. Trước đó, đại diện không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết nước này sẽ chuyển giao 12 máy bay huấn luyện quân sự T-6 cho Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027, góp phần hiện đại hóa công tác đào tạo phi công tại quốc gia Đông Nam Á. Theo kế hoạch, 3 chiếc đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu năm 2024, 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó, số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Tất cả 12 máy bay huấn luyện T-6 mà Mỹ cung cấp cho Việt Nam đều là hàng mới. Việc bán T-6S đi kèm gói đào tạo và bảo trì cho nhân sự, cũng như các mô đun đào tạo về hậu cần, an toàn chuyến bay, y học, hàng không và ngôn ngữ tiếng Anh. Năm 2019, Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện trên máy bay T-6 trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của Không quân Mỹ. Lại nói về T-6, đây là dòng máy bay cánh quạt do hãng Raytheon chế tạo và ra mắt lần đầu vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong không quân Mỹ. T-6 có nhiều phiên bản, trong đó T-6A Texan 2 được dùng cho mục đích huấn luyện. Một số phiên bản xuất khẩu có các điểm gắn vũ khí trên cánh, giúp T-6 giữ vai trò như cường kích hạng nhẹ. Hiện có trên 10 nước đang sử dụng máy bay T-6, trong đó phần lớn là phiên bản T-6A. Bây giờ chúng ta hãy cùng bàn về sức mạnh đáng sợ của đại bàng F-15E của Mỹ. Vâng, thưa các bạn, chúng ta vẫn thường nói hai đầu vẫn tốt hơn một. Câu ngạn ngữ này càng đúng với máy bay tiêm kích tấn công F-15 Stryker của lực lượng không quân Mỹ. Đây là loại máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, trong đó phi công điều khiển ngồi phía trước và sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi phía sau, còn gọi là WSO. Việc có hai thành viên trong phi đoàn F-15E sẽ cho phép phân chia những nhiệm vụ phức tạp mà chiến thuật điều khiển máy bay chiến đấu hiện đại đòi hỏi. Phi công ở phía trước có thể kiểm soát hoạt động bay và tiếp nhiên liệu, trong khi WSO ở phía sau có thể liên lạc với bộ phận chỉ huy, tìm mục tiêu và chuẩn bị vũ khí tấn công. F-15E Stryker còn có tên khác là Muhe, được phát triển vào những năm 1980 như một phiên bản cải tiến của máy bay F-15 Eagle tiêu chuẩn, vốn dành cho nhiệm vụ chiến đấu trên không. F-15 Eagle là chiếc tiêm kích chiếm ưu thế trên không rất thành công của Mỹ. Tiêm kích này đã giành được rất nhiều chiến thắng trong các trận không chiến và chưa từng bị đối phương bắn hạ. Đây được coi là nỗi kinh hoàng đối với các đối thủ của không quân Mỹ. F-15E Stryker được thiết kế để tận dụng tất cả thế mạnh của dòng tiêm kích F và có thêm khả năng tấn công không đối đất. Về cơ bản, cho phép nó xâm nhập vào không phận của đối phương, giải mưa bom, sau đó tìm cách bay ra ngoài khu vực nguy hiểm. Nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất rất phức tạp và có nhiều công việc phải xử lý, vì thế Stryker cần phải có hai thành viên trong phi hành đoàn. WSO đóng vai trò rất quan trọng đối với F-15E Stryker vì tất cả các thông tin đều được tiếp nhận thông qua cảm biến hiện đại trên máy bay. Nhiều tiêm kích Stryker mang theo cả hệ thống Spider và Listening, những cỗ máy công nghệ cao sử dụng tia hồng ngoại, video và tia laser để thu thập thông tin tình báo, phát hiện và xác định các mục tiêu mặt đất, sau đó sử dụng vũ khí thông thường hoặc vũ khí dẫn đường GPS hạ gục mục tiêu. Buồng lái của WSO có 4 màn hình theo dõi các mối đe dọa vũ khí và trạng thái của máy bay, thông tin từ radar, tác chiến điện tử hoặc cảm biến hồng ngoại. Với hoạt động không đối đất,
nhiệm vụ chính của WSO là tấn công đối phương dưới mặt đất, đặc biệt khi các lực lượng trên bộ cần hỗ trợ. Theo lời một quan chức của lực lượng không quân Mỹ, WSO có vai trò tìm hiểu mục tiêu của đối phương cũng như ý định của chỉ huy các lực lượng trên mặt đất là gì, sau đó sẽ đưa ra đề xuất sử dụng vũ khí để phá hủy hoặc vô hiệu hóa lực lượng của đối phương. WSO sẽ thông báo cho phi công thả bom. Điều khiển F-15E Stinger trở nên khác biệt so với các loại máy bay khác trong dòng F là có màu sơn ngụy trang đậm hơn và được gắn thêm hai thùng nhiên liệu thích ứng CFT dưới thân, tạo ra ít lực cản hơn so với các loại thùng gắn dưới cánh thông thường. Hai thùng nguyên liệu này có thể chứa 2.800 lít nhiên liệu và có giá treo gắn vũ khí bố trí thành hai hàng. Những vũ khí này có thể là các loại tên lửa không đối đất, cả hạt nhân và thông thường, tên lửa không đối không. Tuy vậy, kiểu thiết kế này khiến F-15E Stinger có trọng lượng nặng hơn so với các phiên bản khác của F và khiến hạn chế về tính cơ động. Trở lại với thương vụ mua lại máy bay T-6 của Mỹ, các chuyên gia phân tích cho rằng điều này chứng tỏ Việt Nam tính tới phương án thoát dần khỏi sự lệ thuộc nguồn cung vũ khí từ Nga. Thống kê cho thấy, trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phân bổ khoảng 2% GDP cho ngân sách quốc phòng hàng năm. Từ năm 1995 đến năm 2021, Việt Nam mua vũ khí và công nghệ quân sự từ 27 quốc gia. 6 triệu đô la hàng đầu theo đo được ở Mỹ là Nga 7.402 triệu đô la, Israel 550 triệu đô la, Ukraine 273.000 đô la, Hàn Quốc 120 triệu đô la và Hoa Kỳ 108 triệu đô la trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, tức là việc Nga sáp nhập Crimea cho đến năm ngoái. Việc thu mua vũ khí của Việt Nam giảm giá rất nhiều. Việt Nam mua lại vũ khí từ Nga rơi từ 1.056 tỷ đô la vào năm 2014 xuống 72 triệu đô la trong năm 2021. GDP Việt Nam giảm từ 6,4% trong năm 2014 xuống 2,6% trong năm 2021 do hậu quả của đại dịch COVID-19. Đồng thời, Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một quân đội mạnh mẽ vào năm 2025 và quân đội nhân dân cách mạng chính quy tiên tiến và hiện đại vào năm 2030. Đây là nỗ lực lớn nhất của Việt Nam trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Tổng kết, Việt Nam đã đánh dấu thời gian và không ký hợp đồng mua vũ khí lớn nào kể từ năm 2016. Trong giai đoạn này, chi phí duy trì vũ khí hiện có tiếp tục tăng và cắt giảm ngân sách quốc phòng, giảm số tiền sẵn có trong việc mua sắm nước ngoài. Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí và công nghệ di sản của Nga. Toàn bộ hệ thống dịch vụ và bảo trì của nó được định hướng trên vũ khí và công nghệ quân đội Nga. Nga không đặt điều kiện bán vũ khí cho Việt Nam lên nhân quyền. Việt Nam không thể có khả năng đột ngột chuyển từ Nga sang các nguồn thay thế các mặt hàng lớn như máy bay, tàu chiến và hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, Việt Nam không thể có khả năng xa lánh Nga đến mức Nga trả đũa bằng cách cắt đứt quyền truy cập. GDP Việt Nam đã vượt 7% trong năm 2022 và nhờ đó có cơ hội tiếp tục thu mua vũ khí. Việt Nam đã cho thấy có khả năng mua sắm vũ khí và công nghệ quân sự từ các nguồn phi Nga, chẳng hạn như Israel, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tất nhiên, sẽ chả có gì để nói nếu như chỉ căn cứ vào tài chính, tiền không phải rào cản. Như các bạn đã biết, khi đứng trước đơn hàng của Việt Nam, Mỹ và các tiểu bang trong Liên minh châu Âu đều có thể đề nghị cân nhắc về nhân quyền để cắt giảm, hoặc chặn việc bán vũ khí để phản ứng về các vi phạm lớn về nhân quyền bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, lúc Mỹ có thể bán siêu phẩm F-15E Stinger cho Việt Nam dường như vẫn còn rất xa vời. Thực tế, từ trước tới nay, Việt Nam không có khả năng mua vé lớn từ các mặt hàng từ Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa ngã ngũ. Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức triển lãm quốc tế quốc phòng được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán về vũ khí cho Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có 3 mục tiêu chính khi tổ chức triển lãm. Thứ nhất, để giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng. Thứ hai, để xác định khách hàng cho các sản phẩm trong nước. Thứ ba, để tham gia sự sắp xếp, chuyển giao công nghệ đồng sản xuất nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Và đúng như vậy, tại triển lãm diễn ra ở Hà Nội tháng 12 vừa qua, ngoài việc thể hiện sự hiện đại hóa quân sự của Việt Nam, ngành quốc phòng Việt Nam đã trưng bày vũ khí, thiết bị và công nghệ sản xuất trong nước như đạn dược, thuốc nổ, kích nổ, thiết bị quang học, xe không người lái đồng, thiết bị truyền thông, an ninh mạng, thiết bị cứu hỏa, thiết bị hỗ trợ hậu cần, xe bọc thép và thuyền súng nhỏ. Chưa hết, hàng loạt cuộc họp thông thảo về hợp tác vũ khí giữa Việt Nam với các nước cũng đã diễn ra bên ngoài hành lang.
Điều này cho thấy quân đội Việt Nam cũng đã bật đèn xanh trong việc hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ quốc phòng không chỉ với Mỹ mà còn với hàng loạt quốc gia tiềm năng khác. Video đến đây là hết rồi, rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.